Đây nhá các bác nhá, 2% pin vẫn đi nhá, vẫn đi vù vù luôn. Và theo thông số trên pin đây. Đấy, di chuyển vẫn được 9,5 cây nữa. Và hiện tại em chỉ còn cách công ty có đúng chắc là tính bằng 2 km nữa thôi là đến cửa công ty các bác nhá, là sẽ tha hồ sạc. Đấy. Đi xe điện thì chúng ta phải căn ke quãng đường di chuyển và chúng ta sẽ cần phải tính toán làm sao cho nó phù hợp với lại cái quãng đường di chuyển của chúng ta. Và chúng ta phải sạc pin thường xuyên để đảm bảo là pin lúc nào cũng phải đủ để quãng đường di chuyển, đúng không ạ? Thế thì ví dụ như còn tầm 50% pin thì các bác đằng nào xe cũng đi thuê pin thì chúng ta cứ cắm sạc vứt qua đêm đó. Sáng hôm sau chúng ta có một con xe đầy pin đi, chứ chúng ta đừng có để mà chờ xuống còn 20% hay là còn 10% chúng ta mới sạc. Như vậy thì sẽ rất là nguy hiểm khi mà chúng ta di chuyển nó sẽ bị hết pin. Mặc dù trạm sạc của VinFast bây giờ nó cũng đã phổ cập trên toàn quốc rồi, tỉnh nào cũng có, nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải lưu ý các bác nhé. Bởi vì là lượng trạm sạc so với trạm xăng bây giờ thì vẫn chưa thể lại được so với trạm xăng các bác nhé. Nên đây là cái yếu tố mà chúng ta sẽ cũng rất là cần để mà chúng ta quan tâm khi mà chúng ta di chuyển những chiếc xe điện của chúng ta. Thì hiện tại đây, lối quặt về công ty em đây rồi, ơn rời cậu đây rồi, đúng không ạ? Đấy, thế thì các bác nào có nhu cầu quan tâm đến những chiếc xe điện thì đừng quên là alo ngay cho Thành Ô Tô theo cái số 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn nhé. Đấy, em Thành Ô Tô hỗ trợ giao xe, vận chuyển xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc, các bác ở bất kỳ nơi đâu em Thành Ô Tô đều hỗ trợ được. Với cái kim chỉ nam của em Thành Ô Tô đó là phục vụ tận tâm, uy tín và nhiệt tình, sẽ luôn luôn mang đến sự hài lòng cho tất cả các bác. Còn bây giờ thì có lẽ là em Thành Ô Tô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.